Cơ may của tôi là bao nhiêu hả bác sĩ? Với tình trạng này, tôi còn bao nhiêu thời gian? Không quá dài, còn phụ thuộc vào tinh thần, nghị lực sống của cậu nữa. Nhưng tôi nghĩ việc cần làm là cậu nên nhập viện điều trị ngay. Con gái tôi sắp mổ tim, tôi không thể, tôi cần thời gian để sắp xếp. Bây giờ nhá, anh không chỉ cạnh tranh với chồng cũ của em, lo con gái em có quý anh hay không, mà anh còn phải chạy đua với thời gian nữa. Giờ quen được cô start up mệt lắm. Thế ngày nào em cũng đi về muộn thế này, thời gian đâu dành cho anh? Tôi cái gì? Giờ này còn tôi. Phải là em và anh. Được chưa? Là hai chúng ta. Nếu như em có mệt á thì cứ ngủ đi. Ngày mai không phải vào công ty sớm đâu. Ừ. Khách sáo quá cơ. Anh cũng phải thương hoa tiếc ngọc chứ. Đúng không? Ngủ ngon nha. Bye em. Này vợ, anh vừa thương thảo được một hợp đồng lớn. Anh giỏi không? Đi mà khoe ngọc ngà cho báu của anh ấy. Bộ phim Hồng Trên Ngược Trái sẽ còn đi một chặng khá dài nữa, cho nên là những tình tiết về san hấp, khang hâm hay là bảo tuần lộc hay là khuê đáng yêu thì sẽ còn sẽ kéo rất là nhiều và gây rất là nhiều cảm xúc với khán giả. Và Diệu Hương chỉ xin bật mí rằng là cái kết của phim sẽ làm hài lòng tất cả chúng ta và bão công chúng ta yêu thương bộ phim sau suốt khoảng đấy tháng trời. Và nhân đây thì Diệu Hương chỉ có một lời nhắn nhủ, đó là nếu như chưa xem được đúng giờ phát sóng thì chúng ta hãy xem phim Hồng Trên Ngược Trái trên VTV Giải Trí vào thứ tư và thứ năm hàng tuần nhé.